Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay thầy sẽ trình bày một thủ thuật tính đạo hàm cấp 2 của hàm số tại một điểm bằng máy tính bỏ túi Casio. Còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không bật máy tính lên để chúng ta cùng thực hiện. Trước khi đi vào cách bấm, thầy sẽ nói sơ qua về cơ sở lý thuyết. Chúng ta vận dụng kiến thức nào để chúng ta có thể thực hiện cách bấm như vậy? Khi chúng ta hiểu rõ thì chúng ta sẽ nhớ được lâu hơn. Thì có hai ý như sau: là đạo hàm cấp 1 tại điểm Ichiro, nó chính là giới hạn của phân thức f Ichiro cộng delta x trừ cho f Ichiro chia cho delta x khi delta x tính tới 0. Thì delta x tính tới 0, chúng ta có thể thay delta x là một số rất gần 0, có thể là 10 mũ trừ 5, 10 mũ trừ 6 hay là 10 mũ trừ 8. Đây là cái đạo hàm cấp 1. Thì như vậy đạo hàm cấp 2 là gì? Là nó là giới hạn khi delta x tiến tới 0 của f(x0) cộng delta x trừ f(x0) chia cho delta x. Thì trong máy tính Casio, chúng ta có tính năng tính đạo hàm cấp 1. Nhưng mà hiện tại tính đạo hàm cấp 2 thì chúng ta chưa có. Như vậy chúng ta phải sử dụng cái thủ thuật này để chúng ta tính. Đây chính là tính đạo hàm cấp 1 tại điểm x bằng x0. Ví dụ bây giờ tính đạo hàm cấp 1 của cái hàm là sin 2x chẳng hạn. Tính đạo hàm cấp 1 của sin 2x thì hoàn toàn chúng ta có thể bấm là sin 2. Chúng ta cần tính tại b chia 6 chẳng hạn, thì đương nhiên chúng ta nhập b chia 6. Và nhớ rằng khi chúng ta tính b 6 tính đến liên quan đến b thì chúng ta phải chuyển qua radian, thì chúng ta phải bấm shift mode 4. Chúng ta quay lại sin 2x tại b chia 6 bằng 1. Nếu chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tính bằng tay, sin 2x đạo hàm là 2 lần cos 2x, 2 lần cos 2x tại b chia 6, rõ ràng cũng bằng 1. Bây giờ chúng ta qua cái nội dung chính, tính là tính đạo hàm cấp 2 tại một điểm thì chúng ta tính như thế nào. Chúng ta đi vào ví dụ số 1. Cho hàm số y bằng sin 2x trừ 2 lần cos bình bx tính đạo hàm cấp 2 tại b chia 6. Thì đạo hàm cấp 2 thì chúng ta sẽ tính dựa vào cái cơ sở lý thuyết số 2 này. Đầu tiên chúng ta gắn delta x là một số rất là nhỏ. Ở đây thầy có thể cho là 10 mũ trừ 7. Delta x ở đây thầy có coi nó là y chẳng hạn. Thầy gắn vào y. Tiếp theo, chúng ta có hai cách để chúng ta bấm. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ thực hiện y chang như cái cơ sở lý thuyết này. Đây chính là đạo hàm cấp 1. Chúng ta nhập vào hàm sin 2x trừ 2 cos bình 3x. Ở đây giá trị là x0 cộng cho delta x. X0 của chúng ta ở đây chính là b chia 6. Như vậy ở đây thầy nhập vào b chia 6 cộng delta x chính là cái giá trị y khi nãy. Chúng ta trừ cho đạo hàm tại điểm x0 thì chúng ta sẽ nhập lại y chang khi nãy. Nhập kiểu này thì chúng ta phải nhập cái hàm lại hai lần. Thì một xíu nữa qua cách số 2 thì cái hàm chúng ta sẽ nhập một lần duy nhất. Sin 2x trừ 2 cos bình 3x. Ở đây giá trị tại x0 tức là tại b chia 6.
chúng ta chia cho delta x chính là giá trị y khi nãy. Bây giờ nếu ta bấm bằng thì nó sẽ ra được là đào hàm cấp 2 tại điểm b chia 6. Ví dụ bây giờ thầy sẽ bấm bằng thử cho các em là trừ 39,4641. Và chúng ta sẽ so sánh giá trị này với 4 đáp án A, B, C, D. Tới đây, một là chúng ta sẽ gán giá trị này vào C, thì là vào A, B gì đó tùy ý. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta trừ dần. Hai là nếu chúng ta để đến này, chúng ta trừ. Ví dụ ở đây là thầy trừ cho D chẳng hạn. Bây giờ thầy sẽ gọi x, đó chính là B chia 6 của chúng ta, giá trị khi nãy. Y, giá trị khi nãy chúng ta nhập. Và D, bây giờ chúng ta thử, bắt đầu thử đáp án A chẳng hạn là trừ 36 trừ 2 căn 3. Đây, trừ 4 nhân cho 10 mũ trừ 5, tức là trừ 4 chia cho 10 mũ 5. Bởi vì chúng ta máy tính chúng ta nó tính cho chúng ta gần đúng, nên một số thiếu toán nó không thể nào nó trả về số 0 được. Thì chúng ta xem như đây là một số rất gần 0, và đáp án A là đáp án của chúng ta. Thầy có thể kiểm tra thêm là B, C, D để cho các em nhìn thấy. Ví dụ như đáp án B, D ở đây chúng ta nhập là 36 trừ 2 căn 3. Rõ ràng số này nó không thể nào mà gần số 0 được. Tương tự đối với CD, lý do là máy tính nó tính cho chúng ta gần đúng, bởi vì một số phép toán nó không thể trả về kết quả chính xác được. Thì như vậy ví dụ 1 là đáp án A. 39 trừ 39,46. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính tay xem thử là cái ví dụ 1 chúng ta có tính ra được đáp án đó hay không. Đương nhiên đối với bài toán tự luận thì chúng ta phải tính tay hoàn toàn, nhưng đối với bài toán trắc nghiệm chúng ta chỉ cần kết quả cuối cùng. Thì như vậy là hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được cách này. Thì bây giờ thầy sẽ đi vào tính tay đối với cái ví dụ 1. Thì các em có thể là áp dụng tương tự vào ví dụ 2. Một xíu nữa chúng ta sẽ so sánh xem thử chúng ta sẽ ra đáp án nào. Đầu tiên đạo hàm cấp 1, sin 2x chính là sin u. Sin u đạo hàm là cos u nhân cho u đạo hàm. Như vậy ở đây là 2 cos 2x. Trừ, ở đây chúng ta hạ số 2 xuống. Đây là cos bình u đạo hàm, thì ở đây là 4 cos 3x nhân cho cos 3x đạo hàm. Mà cos 3x đạo hàm thì nó là trừ 3 lần sin 3x. Ở đây chúng ta tiếp tục 2 cos 2x, ở đây trừ 4 trừ 3 là cộng 12 cos 3x nhân sin 3. Tới đây nếu chúng ta tiếp tục tính đạo hàm cấp 2 mà để yên như thế này thì đây là dạng tích u nhân v tất cả đạo hàm là uv cộng uv, một cái đạo hàm trước một cái đạo hàm sau. Nhưng nếu chúng ta thấy là sin 3x có x thì chúng ta có thể đưa vào sin 6x thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là 2 lần cos 2x cộng 6 sin 6x. Thì tới đây đạo hàm cấp 2 bằng cos đạo hàm là trừ sin, như vậy trừ 4 sin 2x. Sin đạo hàm là cos, ở đây là cộng 36 cos 6x. Chúng ta lấy máy tính để chúng ta bấm thử trừ 4 sin 2x cộng cho 36 cos 6x. Chúng ta nhập vào là b chia 6 chính là cái giá trị khi nãy của chúng ta.
36 trừ 2 căn 3 thì nó chính là trừ 39,46. Khi nãy đây, cái kết quả của chúng ta khi nãy cũng trừ 39,464. Như vậy đây là đáp án A. Chúng ta qua kiểu bấm số 2, tức là chúng ta sẽ bấm một lần thôi, và chúng ta sẽ bấm như sau. Thì đầu tiên là chúng ta cũng sẽ gán, chúng ta sẽ gán là 10 mũ, có thể là 10 mũ trừ 6, có thể là 10 mũ trừ 8 hay 10 mũ trừ 7 vào giá trị y, và y đó chúng ta xem như là delta x. Thì khi nãy là thầy đã có gán một lần rồi nên thầy sẽ không có gán lại nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập là cái hàm sin 2x trừ 2 cos bình 3x. Ở đây là x0 cộng cho delta x tức là b chia 6, và cộng cho delta x tức là cộng y, và thầy sẽ gán giá trị này vào a. Tiếp theo thầy sẽ chỉnh lại đôi chút thôi, là chúng ta tính đạo hàm tại x0 tức là x bằng b chia cho 6, thì thầy sẽ gán giá trị này vào b. Khi đó cái biểu thức chúng ta cần tính chính là a trừ b và chia cho delta x tức chia cho y. Như vậy nếu chúng ta sử dụng cách số 2 thì chúng ta sẽ bấm một lần và chúng ta sẽ điều chỉnh. Như vậy nó cũng khá dễ dàng và hoàn toàn chúng ta có thể kiểm soát được. Ở đây nếu mà chúng ta thử 4 đáp án ABCD thì chúng ta có thể trừ cho trừ tiết cho C. Với A, B chúng ta đã có rồi, A chúng ta đã có rồi, B chúng ta đã có rồi, và chúng ta chỉ gọi giá trị C vào thôi. C ở đây chính là trừ B6 trừ 2 căn 3, B6 trừ 2 căn 3 hoặc là các giá trị này. Tiếp tục chúng ta qua ví dụ số 2, thì thầy sẽ bấm theo kiểu số 2, chúng ta sẽ bấm như sau. Thì các em có thể là dừng video lại và chúng ta bấm xin thử chúng ta sẽ chọn đáp án nào. Ở đây chúng ta nhớ đóng ngoặc lại cái ngoặc cuối cùng đây chính là cái ngoặc của đạo hàm. Như vậy là loga b của x chúng ta chưa có ngoặc tại x bằng 4 cộng cho delta x chúng ta gán vào a. Tiếp tục chúng ta chuyển qua, chúng ta gán vào ở b, và khi đó a trừ b chia cho delta x. Chúng ta bắt đầu so sánh với 4 đáp án, thì bây giờ nếu thích thì chúng ta bấm thử xem cứ đạo hàm bằng bao nhiêu. Trừ 0,125,000,011, thì trừ 0,125 nó gần bằng trừ 0,125, thì trừ 0,125 nó chính là trừ 1/8. Còn không thì chúng ta sẽ so sánh với lại 4 đáp án. Chúng ta trừ cho C. Bây giờ chúng ta bắt đầu. A, B với lại Y là khi nãy chúng ta tính được. Đầu tiên là 3/5
Rõ ràng, đây không phải. Chúng ta tiếp tục. Trừ 5 phần 7. Nồng độ không phải. Trừ 1 phần 8. Đây, đây là số rất gần 0. Vậy chúng ta xem đây là số 0. Như vậy câu 2 là đáp án C. Thì để kiểm chứng cho điều này thì bây giờ thầy sẽ tính bằng tay. Và lưu ý là chúng ta tính bằng tay và chúng ta thuộc công thức, thì để chúng ta áp dụng cho những bài toán khác nữa chứ không phải Casio là tất cả. Thì chúng ta thực hiện tính bằng tay. Bây giờ thầy với các em cùng tính bằng tay và kiểm chứng lại đáp án như thế nào nhé. Trước khi đi vào tính toán, các em có thể kích vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả, cũng như là chúng ta có thể xem thêm một số video phù hợp với chương trình học của mình. Nếu là 12 thì các em có thể xem thêm video sử dụng Casio vào giải quyết phương trình mũ cũng như là phương trình logarit. Và đừng quên kích vào nút đăng ký cũng như là like và chia sẻ với các bạn của mình nhé. Chúng ta quay lại bài học. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta tính đạo hàm cấp 1. Thì ở đây y đạo hàm nó chính là u phẩy chia cho u. Thì ở đây là 2x đạo hàm là ra 2. Căn x đạo hàm là 1 chia 2 căn x, 2 2 rút gọn còn lại là 1 chia cho căn x. Thì ở đây 1 chia cho căn x nó là x mũ trừ 1/2. Còn đây là cái mẫu của chúng ta. Tiếp tục chúng ta tính y 2 phẩy u chia v đạo hàm là u đạo hàm nhân v trừ cho u nhân v đạo hàm chia cho v bình. Thì đầu tiên u đạo hàm 2 đạo hàm là 0 trừ x mũ trừ 1 phần 2 đạo hàm 1 phần 2 nhân cho x mũ trừ 3 phần 2. Chúng ta nhân tiếp cho v là 2x trừ 2 căn 2x. Chúng ta trừ u nhân cho v đạo hàm là 2 trừ 1 chia cho căn x chia cho mẫu bình là 2x trừ 2 căn x tất cả bình. Thì ở đây x mũ trừ 1 phần 2 thì đây chính là 1 chia cho căn x. Ở đây x mũ trừ căn x mũ trừ 3 phần 2 thì ở đây chúng ta có thể là thay thế là 1 chia cho căn bậc 2 của x mũ 3. Nhưng nếu không thích thì hoàn toàn chúng ta có thể để yên như là thế này để chúng ta tính toán. Ở đây là x bằng tính y 2 phẩy tại x bằng 4. Thì y bằng 4 hoàn toàn chúng ta thế vô, chúng ta tính tay thì nó cũng sẽ rất là nhanh. Bởi vì căn 4 là 2, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tính nhanh được. Nhưng nếu bạn nào ngại tính toán thì chúng ta có thể sử dụng máy tính. Để chúng ta ghé vào, chúng ta kiểm tra về công việc này, thầy sẽ để dành cho các em. Chúng ta so sánh xem thử có phải là trừ 1 phần 8 không. Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.